mập vịt nhất, chân ngang, chân ngang luôn anh đại. Lời nói đầu tiên, ba anh em mình chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hôm nay được nước gông nha cả nhà, quá trời gông, nước nó lớn rồi. Hôm nay mình đi đặt chấm. Cái này ba anh em mình đi xì cảm ở trên nha cả nhà, bốn anh em luôn chứ. Thì dưới sông các anh em mình dừng lại vài bữa, nên mình quay trên bờ. Để anh em chừng nào anh em hết cái thì hả xuống dầm nước nữa nha cả nhà. Sao mà năm nay được dính cái dính hết trơn luôn à. Tiếp tục bài mồi huyền thoại nha cả nhà. Thì vẫn là ốc bu vàng, thì mắm, thì tỏi ớt bằm chung rồi đem đi đặt rồi cả nhà. Chứ anh em mình không có ủ nha. Ủ mùi nó còn nặng dữ nữa. Ủ đặt một cái rồi. Phê luôn á. Lúc đó phải mang khẩu trang đó anh Tài. Không phải là mình gặp cảm nè, mình ủ rồi. Hết một cái. Hết một cái. Thì quay phim thì chiều nay thì quay phim có công việc nha cả nhà, nên không có đi với ba anh em. Thì ba anh em mình đi đặt, sáng mai quay phim sẽ đi dở với ba anh em. Thì hôm nay ba anh em mình chia nhau đặt ngượng hướng nha cả nhà. Nay thì chắc em quay anh Tài hai ống thì em sẽ chạy xe đi chỗ khác em đặt, anh Tài đi đặt chỗ đó, còn em anh Trầm thì sẽ đánh chỗ khác này nha cả nhà. Nên mình chia nhau mà không ba anh em không có chỗ không có đặt chung. Đã luôn. Cái này quay phim đâu biết. Không mà mời mình đi sớm rồi, có đi sớm mới được. Tại mình đi tùm lum hướng cho anh Tài. Sáng mình đi sớm. Thì điện quay phim hơi sớm chút. Thì mời xuống em thăm trước. Thì chỗ nào xa thăm trước. Đặt anh Tài đặt hai ống. Cái nhí sẽ đi đi đặt cái phần của nhí. Ba anh em đi ba hướng. Đặt đâu trước anh Tài? Chỗ này quá im anh Tài. Ôi này nước vô ngớn một cái tới luôn. Lấy Hugo. Im im cứ túi nè. Thank you.
mới kiếm hai ba đòn bánh tét vậy anh Tài ha. Hai đòn ha. Là 4 người là 8 đòn đó. 8 đòn. Ủa, 2 đòn, 6 đòn hả? À, em với anh với anh chậm phải không? Vin không có đặt bởi vì đấu tính phải không? À, mình tính luôn phần cho Vin đi ăn 4 ăn 8 đòn bánh tét. 8 đòn là vậy là mấy đòn ra? Một người 2 đòn. Như 2 đòn rưỡi. Một người 2 đòn rưỡi mới có 7 đòn rưỡi à. Người 3 đòn. Người 3 đòn, 2 người 2 đòn rưỡi. Ừ. Gốc dừa huyền thoại của anh ba. Thêm nước gông vô nữa anh Tài. Thế nào cũng đặt số này hết. Lắm xong đặt xích trong này nè. Thì hẹn cả nhà sáng mai anh em mình sẽ đi thăm chúng, cả nhà đón xem quả của anh em mình nha. Sáng thì thăm bên khu của Như trước cả nhà. Em nói nó múc mà anh nói mấy cái trong đây chừa. Không mà đâu thấy chỉ rồi ấy, cũng còn nguyên đó rồi mấy có còn nguyên luôn mà sao múc. Ba hèm dục anh bảo chân. Cái này trong nghĩ cũng hên xui. Tạo ừ. Dịch nấu chao. Đâu? Ra hả? Vô trong không có đặt phải không? Ừ đó. Ba con bò ngày cắt chắc cũng bò con cỏ à. Chó cũng nó bị ớt hết rồi nè. Cái đường đâu. Dạ. Rồi. Cái dừa á. Cơn mưa nước bà hèm đánh trên á. Thấy là cái xi. Khu này chất quất. Khét lọt mưa. Đang là đi bay nhắn chặt lương mà dính mấy dừa không à. À, tiếp nha. 1, 2, 3 chấm. Cái dừa sao? Thằng khủng luôn. Đẹp rồi. Ngập luôn hả? Ngập luôn rồi.
Mày nghe giò đó, bút nghe cũng được. Gà gà giò á. Bao nhiêu à? Mét thôi. Bút mét á. Đi tới đây cái mương hẹn nè. Bí hiểm. Vô. Rồi rồi thấy rồi. Đó nghe giọt không? Ừ. Không không? Ừ kê. Thấy không? Ừ. Ở chỗ phun chung chó luôn kìa. Hả? Bạn không dám đi nhanh. Mười ơi. Ủa vậy thế hả? Ừ ơi. Vậy thế hả? Trời trời trời. Cần chạy chút đi. Ngứa đầu, ngứa đầu, nửa ký khỉ ơi. Kìa, nó ẹt cái giống kìa. Con lý. Nửa ký hơn nữa, nè nó ra luôn. Hơn nửa ký, trời nữa kìa. Ây ui. Đồn bánh tét cái tay ơi. Nhĩ săn bánh tét rồi. Nãy giờ, nhiêu. Ông này ông thứ 7 rồi đó. Sao không, có còn, ông thứ 7 được đồn bánh tét. Con nào cũng đồn sai hết. Con còn lương khủng. Ngon rồi. Ôi ôi. Rồi. Đi. Sẵn cầm đi ra luôn đi, mình có bờ đê đi ra luôn nè. Ừ. Cái cục bùng bồng này bén quá mà. Vòng vòng đây người ta. Múc người ta lên clip hết rồi cả nhà. Còn trứng giữa là ngay cục bùng bồng. Gì vậy? Hồn muôn nhé. Ơi có dốc nè. Đâu, để xuống. Ừ. Nè thấy không? Có dấu thụi kìa nhé ơi. Có thụi có dấu thụi nè. Ừ. Làm đòn nữa coi. Có dấu thụi, có dấu đạp rồi. Đạp xuống nó luôn. Rồi. Gì vậy? Ui sai. Kỳ trời. Thụi bự lắm rồi phim. Thụi bự lắm mà đã. Nó cũng chèm ký rồi. Đi. Có là hai nè. Đi. Chút vé. Vé à, vé đựng đào hả? Ừ. Đây sao? Không, không, không. Tại tính người hai đòn đó. Nhé, nhí hai đòn rưỡi. Anh hai đòn rưỡi, 3 đòn là 8 đòn. Trời đất ơi, mấy ông thằng ngu. Qua nhím đặt tính vậy đó. Vậy đó hả? À? 8 đồng bánh tét là biết bao nhiêu ký chưa? Quán mạng á, thẩm cái vụ tính là không có trong đó à, nay không tính. Đồng bánh tét hơn nửa kilo đó. 8 đòn là 5-6 ký rồi. Vết vét đường ống cũng đỡ. Vết vét đường ống trong mà. Cái đám bồng bồng này ở đây người ta lên clip hết rồi, mày sẽ mương hẹn cái con đám bồng bồng ở giữa đây em không bên này mưa lắm biết cả nhà còn nhớ cái mương mà nhí sảy lương không, nhí bắt lại không dính. Bữa nay anh Tài dính vô anh kiếm anh bắt lương sảy con nhí lại này, ôi sảy lương bự. Đâu phải sảy mương này hả? Kìa, có phụng rồi với phim ơi. Trời. Nha. Cái gì vậy? Nhi. Ý. Thánh thần ơi, cái túi lưới thần khỉ ơi. Nó trọng gió luôn. Vô rồi. Trọng gió luôn nè. Tới công chuyện rồi. Hôm qua treo có phụng gì không anh? Không. Dám nặng lên. Nặng. Không có. À. Nó dậy rồi đó. Ra luôn rồi nè, ra luôn rồi nè. Lương này bự khủng rồi. Im. Ông đầu tiên im. Thành thần ơi. Vàng nín luôn. Con này à. Thôi vậy là lương sẻ qua đây cho nè. Qua đây hả? Hay quá anh Tài, lương này có 300 gram không? 300 gram. Không có gan nữa. Bét rồi. Ui có dấu kìa. Có dấu. Không được phụng. Không phụng một ống mới rồi.
con nhí sẽ lương mương này thôi. Mương này nè, nhí thấy mương này kì lộn rồi đó. Mương này nè, cái cầu kìa có mà không biết bận nữa. Ủa đủ sai được, nhìn con đủ sai cái cầu bên đó mà nhìn con đủ sai cái dòng ra, à, đi ra đó. Cái dòng ra đi là bên kia rồi, đặt lộn mương rồi. Không, đây đặt hai ống rồi thì nó đặt lương sảy là đặt lộn mương rồi. Lương sảy này clip cái bên nè à. Lương sảy cũng chạng chạng lương đó đó. Lương sảy lương này nè. Rồi bữa sau dính con lương hai lương bự bên đó đó. Hai lương bự bên đây. Ừ. Ủa vậy là anh không có đặt mương lương sảy rồi, đặt lộn mương đó. Nhớ lộn, nhớ lộn nè. Cũng được. Đó, đi tới lui nào qua rồi. Vậy hả? Vô tình hại mấy lưng kia. Vô tình mấy lưng kia. Mương này anh Trầm anh làm hai đầu bánh tét nè. Bữa đó chúng nó cũng 4-5 kg gì. Anh được nữa đào ra đấy chứ ơi. Hai đồng rưỡi. Ôi trời. Chúng mà nghe nói bánh tét mà đòi 7-8 đòn nè. Dữ thiệt chứ. À, hôm qua anh em tính à, đi chơi bị tính đó. Mình thấy nào thôi. Ê ê. À quá trùng hợp rồi. Nó thụi nè cả nhà ơi. Còn do luôn rồi nè, nó thụi nè. Để dịch ra cái anh Tài. Cái túng lưới nó tròn vo luôn thấy không? Ở dưới đây nữa nè. Nó không có xẹp nè. Sao nó mờ mờ ta? Khoan. Này cả nhà. Nó tròn vo luôn nè. Nè, nó thụi dưới nè. Ừ, dưới cũng tròn vo. Bánh tét. Bánh tét, bánh tét, bánh tét. Bờ chiến tì Tài ơi. Bánh tét, bánh tét. Thôi. Nặng rồi. Ây da. Ở nhí rồi nè. Nặng rồi. Ở đâu bánh tét luôn nhí rồi. Ủa, con lâu có cậy á. Quá hai con. Im. Im. Trời ơi, đúng rồi kìa. Anh Tài đựng đòn rồi. Thằng đòn rồi đó. Ngon gì đâu mà nói á. Quá im. Nghe nước lương chạy. Trước rồi nhé. Đặt đúng thời điểm con nước dông. Với cái bài mồi này thì chỗ nào có lương sẽ dính nha cả nhà. Rồi. Rồi chứ này ăn khô rồi. Khô cá lẹp rồi. Lương chạy lại bên kia mà nó thành chạy lên đây. Ừ. Mini rồi. Mini. Phải rồi, đặt cái này bảo hỏi mà tháng mấy hay tháng trước đặt đối diện kìa, dính nguyên đồ bánh tét đó. Đặt bên kia không? Ừ. Thì lúc nào danh cũng chia sẻ với cả nhà là mình đặt chúm mình phải đặt hai mấy lề mương nha. Ví dụ mấy lề ở đây nó không chạy mấy lề bên kia mình cũng có mình dính. Đặt một mấy lề không ngon mình đặt hai mấy lề. Ê, có dấu thổi không? Lép hả? Vườn này còn không anh? Ngày hôm qua là anh em đi đặt điểm không? Tại vì mình đặt nhiều lần á. Cái mình rút kinh nghiệm điểm nào ở đâu khó. Mình đặt điểm nha cả nhà.
gì? Đâu được 5 kg trời. Ê, thiệt rồi bay phim ơi. Công chuyện tới rồi bay phim ơi. Quá trời ơi. Bay phim ơi, nó phụng ra nè bay phim ơi. Phụng này cả nhà ơi. Thụi nè, nó thụi ngay đây nè. Dừa 200. Ừ, cái đống rác quyền thoại. Anh cầm cái anh Tài. Bún rồi nè. Không, bún mà lương bự, bún này cực 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 cực. Lương bự. Chứ không phải bún mà lắc tanh lanh. Thấy không? Ủa, không con vậy? Phụng dữ vậy? Như sai. Sao phụng như vậy? Vô vô kìa. Chỗ này chỗ huyền thoại nè, bắt lần cặp cặp mà lương bự bự không á, ngay gốc dừa này nè. Này phụng không anh Tài? Rồi ơi, bữa nay chua lét rồi, đặt cái gầy chanh bữa nay chua lét rồi. Cái này lép rồi hả? Lép rồi. Đó, không biết đủ chai hả? Trời ơi, lách tách tách tách. Sổ lại đi. Sổ lại đi. Đây đây. Đây đi. Gà đen giật con đi. Có phụng lấy gai nè con nhé. Có phụng lấy gai hả? Ừ. Có thổi nè. Có dấu thổi. Thổi. Biết bự nhỏ nè. Có phụng lấy gai hả? Ừ. Gai thổi nhỏ mà. Chừng lấy gai con bự không? Ê ê ê im. Rồi, bún bạch bạch rồi. Hồi đất ơi. Hồi giờ sáng giờ nhí chút chân không phải không? Ừ. Bây giờ ông này nhí chút nữa đi. Ừ. Nhí đang hên. Ôi. Im. Im. Anh Tài bữa nay ăn ký mấy rồi? Quá hay anh Tài ơi. Bảy phía đôi, bảy phía đôi. Tới rồi kìa ơi. Đâu? Phải rồi, nước vô mà. Tới rồi kìa ơi. Đêm sáng dặm thêm đám mưa. Gà con, vẹt con đi. Vậy? Sao nước chảy mạnh vậy? Đó, sao còn chảy? Chị nói luôn, tốt không hả? Trời ơi. Quay phim ơi, tới rồi quay phim ơi. Đầu quá. Giờ còn mình hên anh đó nghe anh Trầm ơi. Anh em đủ sổ hụi vậy. Cái anh này là dư không biết. Ê, có dấu này nghe. Có dấu nè. Nè, thụi nè. Nó thụi đây nè. Này. Nè. Ống này có lương. Thấy cái dấu thụi bự lắm đó, anh Trầm ơi. Google quá. Đó, thầm đó. Ừ. Trời 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 ơi. Im rồi, im rồi. Đúng là chỗ huyền thoại rồi. Cái chỗ huyền thoại là rồi, chỉ nhí nè phải không? Đây, chúc cho. Cho hên quá. Ê, 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 nghiêng, nghiêng. Nghiêng. Dữ hơn không em với anh Tài nữa trời. Dữ hơn. Trời ơi, trời. Có bánh tét rồi nha Tài. Má con. Bánh tét rồi nha. Ôi trời. Ê, đừng gọi dính con rồi, dính mẹ con. Khủng luôn rồi. À, trời đâu bánh tét đầu tiên. Không mà mừng còn được dữ lắm. À, không phải. Chuyện qua này mưa sáng, chuyện qua nó có gom phỉnh nước à. Vậy im nó gom phỉnh im nó. Trời gom phỉnh nó mới ngon nó trời. Mưa nó mưa tan. Nhờ nhờ cái nhờ trời mưa nữa. À, ký lô trời. Cái này mới là đầu bánh tét thiệt sự nè. Không mà thiệt có ba đầu luôn mà. Qua ai phán có hơi nặng. Đặt chúng má ba đầu bánh tét. Phán mình hơi ba đầu. Rồi 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 danh về quán clip bàn rồi danh nước thì phải không? Anh em lại thấy ghê quá. Hai người đi đặt ơi cái bàn cái gì đâu mà dính ở trong đó là mình có biết gì. Tự nhiên quy định nè. Em tính là 6 đồ mà anh Tài tính là tới 8 đồ. Bánh bảo em đi mà. Hay mà, hay mà, hay mà.
Hả? Hơi nặng. Đúng thời điểm đặt chấm nương nước rong mà gặp trời mưa nữa. Đúng bài luôn. Giờ mưa dắt sáng rồi mới chín. Ừ. Sáng sớm giờ anh gặp lắm mưa. Tối không mưa mà sáng nó mưa. Sáng nó mưa hết biết. Không thôi rồi, đi giỡn con này gần về rồi. Ừ. Rồi. Nước rong mà. Nước rong mà anh. Anh thấy trừ hao. Này vừa ngồi nước nghe nước vui. Chứ phải bướng ngay vậy. Đúng. Nước này chắc là sẽ có khô hết rồi. Đừng có chuyện gì nghe trời, làm gì giữ thần như kia. Có tạo quá đôi lục bình không? Có. Thì có nhà nổi không á nhà. 11 giờ thổi có vài cây bên đó. Bỏ muốt luôn. À? Bỏ muốt luôn. Ừ, đặt 30 đi rồi mơ dở còn chừng 10 à. Trời hả? Anh Năm á. Không nhớ lần đó mình mất hơi chín ống hả? Anh Năm mượn. Biết là mình treo cái mút á như vậy nó sẽ không có bị ngập. Nhưng mà anh Năm anh mượn. Như vậy? Ngập không? Không. Mình hai tất cả này mà ngập nó thì không có đường nào tả nổi. Dạ. Thì nó lên như này. Sao cái cục này không có đâu. Cục này cũng không có. Trời, lương bún. Lương đủ sai mà nói vậy. Bự trọng luôn á. Nói gì trời. Nó không có dấu thủi. Cho hai con. Trăm mấy gram. Trăm mấy gram. Nhưng mà giờ không có dấu thủi ha. Ừ. Quá trời. Quá trời, bữa nay chừng rồi kìa bảo phát bảo tàng nha. Kìa có ốc cho nó nhớ cho nó nhớ. Kìa. Chứ rồi đặt tới chấn này anh ngưng. Rồi. Không nước sáng mình vô không sao đâu. Có chắc hiểm. Có chắc hiểm mà ngập sâu. Thời không có vậy nè. Cắm vừa. Đâu ngẫm. Ngẫm. Đây. Đủ tới đẳng luôn, tới đẳng luôn. Tới đẳng nãy hả? Cái tiêu túi lưới rồi kìa. Không túi lưới nào còn nằm lút lên á. Còn không? Còn lít cao. Dũng luôn lên chậm. Từ từ thôi dắt té đó. Vừa nhập. Có lương. Có lương không? Mày có lương. Thật sự là không có con gì luôn. Thì ok. Thì vậy. Còn nhất gì anh? Ôi ơi, ngoài này biết sao không? Có bịch đằng này nhỉ. Nhiều khi nó không ở. Đâu anh chậm mé nào? Cái này phải không? Chuyện qua nước thì nó sát, nó sát thiệt, giữ thiệt mà nước rong rong vô giữ thiệt. Đây ngập cái này đây. Đây nè. Cái này ngập rồi. Không. Túi lưới còn rồi. Ừ, túi lưới còn. Ừ, không có rồi. Đặt cái này, dùng cái này. Cái này ngậu vậy. Cho đầu ngoài có, đầu trong có. Thường thường mấy con lươn ở đường cùng. Không có.
ra ngoài cây cao mấy nhít. Dám ở trong này có đằng lắm anh Tài. Đấy hả? Để mình hai mấy cục đằng kìa. Thôi khi cái lá nó hôi đúng không? Ừ, lương nó ở thì chứ nó gom gom ở ngoài thôi. Có phụng không? Có phụng này nhé. Ừ, có phụng nè. Mồi động lên luôn nhanh thôi. Mồi động lên luôn hả? Ừ. Này có lương rồi đó. Nãy đặt mé bên đây được con. Giờ qua mé bên đây nè. Cũng được. Trăm mấy không? Trời ơi trời. Ông lương gì cũng được. Ông thần ơi. Rồi sao mấy chúng? Giả là lên lớn cũng được. Ôi ôi. Con trong vừa. Thấy không cả nhà? Mé bên kia á. Mình đặt con lương có 100 ngoài gam thấy nhé. Mé bên đây chạy lương bự nè. Nên mình đặt chúm lúc nào mình cũng phải đặt hai miếng lề mương nha. À, con lương này cũng được nè, là con này được nè phải không? Con này cắm dừa. Lương vô cũng được. Trứng túi luôn kìa. Cho nó xuống dưới đi. Anh Trầm bữa nay đỉnh rồi. Cũng được. Rồi trợn luôn. Hai cái đầu không có nó quê. Lắp em sợ lắp đằng. Ừ của anh kia. Đây. Cầm vô đi. Cái này chắc ngập rồi quá. Không, ngập đó. Không rồi. Khô rồi. Cái này nó thật sự là khô thiệt. Khô cá lẹp rồi. Trời ơi, trời cái đống rác này hết hồn cái đống rác luôn, nó liên chạy. Hôm qua ngồi móc cái đống rác này mà mũi cắn nó chết luôn đó. Thưa. Bước nè anh Trâm. Nghe đầu clip đó gì vậy? Ngay đầu clip đó ngập rồi. Ô còn lũ cái chóp. Lũ chóp hả? Có cái thùng không? Rồi, có vừa rồi. Vừa lên phải không? Ừ. Lượng dưới. Rồi muốn cắt cho to to to. Ốc. Ừ, ốc vô kìa. Dừa ốc. Đi qua bản không? Đi vòng vòng không? Đây. Vòng đi, đi vòng đi. Đi theo anh Tài. Phùng không? Có thủi hả? Cái này mất tiêu rồi. Cái này mất tiêu rồi. Rồi đó. Ngụm. Nạn lương thổi. Thổi trong do luôn này cả nhà. Lương. Lương này chắc đã ra 300 g. Thổi bấy hết trơn anh Tài ơi. Có 300 g. Thổi bấy hết trơn. Lương này bự rồi. Còn nước. Thế tao cầm nặng vậy. Có bứng xịn không? Trời. Lương bự rồi. Trời. Ra luôn kìa. Trời ơi, con lương nửa ký luôn. Thánh thần ơi. Rồi, vậy cũng im rồi. Bữa nay là xuống cũng được rồi, cũng được rồi. Bữa nay thành công rồi. Trời ơi, con lương nó mập.
Trời ơi, mương nó ú mềm luôn. Thằng ơi. Khủng. Đi. Đi ra. Về. Hết luôn. Hết chưa? Hết luôn. Về. Đi vòng về. Nhí nó dụ em kìa, kêu phóng qua chụp. Không biết chụp em nổi không, hay hai đứa xuống mương hết luôn. Tôi nhảy qua nó né qua bên đó. Vậy là em xuống mình lên phải không? Anh Trầm bữa nay dám có 2kg lắm mà trời. Chắc là 2kg lắm à. Ha. Ừ. Lâu lắm rồi anh em mình mới trúng được bữa lương. Con lương này bự nhất trong đám. Mập nhất. Mập nữa. Bắt đầu khui mới chấm lương ra nghe cả nhà. Mấy lương nhỏ nhỏ nãy cho ông anh thôi. Chiều to cũng rồi. Con nó bự nhất hả anh Trầm? Mập nhất. Mập nhất luôn. Cái này đáng nhí đặt mới đúng. Giống nhí vậy. Kìa. Nó mập lên kìa. Hết biết lượng mập rồi. Khủng chưa? Hai con đó ung lá cách cái là tới chuyện. Hai con này là xây xưa nè. Bốn con. Vô đi nhí ơi, bắt vô đi nhí. Vô thì thấy là chút chút theo. Này lương ngon ngon không? Ngon không? Tôi tới một chuyện. Trời trời. Lương nhất không? Mình tét có thể nè. Đúng này của em. Nhí, ừ đúng rồi, đúng rồi. Có ấm mục đó. Khè mừng học quá. Tôi có đoạn tét tôi đã có chút rồi, tại không đói tôi đói. Đoạn tét có khè chút rồi. Hết chưa? Hết rồi. Rồi trời. Nó bự không học. Con lương này không ngon nghe nhỉ. Con lương không ngon. Con lương nó ốm bắt ra đi. Lương dài á, con còn tiêu nè. Ừ. Trời ơi. Lương như bị đài á, nó nhôm nhá. Còn đó thả gì để ngồi vô cho ba ăn thả gì. Anh Giang à. Lấy đi. Lấy đi anh vậy. Rồi 3 kg 3. Lương nó ngon. Lương này tới công chuyện, lương này mập. Lương này nó có một khúc rồi nhí ơi nè. Trồng do ha. Trồng do. Nhìn cái cạnh đuôi nó này cả nhà. Nhiều anh em cứ nói là mình bắt lương nuôi xong rồi mình thả vô cũng chấm. Con lương nuôi này làm gì mà cái cạnh đuôi nó nhỏ mà nó nhọn vậy. Nhìn cái gúng nó bằng trang nè. Nè, cái gúng nó bằng trang nè cả nhà. Đây là hai cách phân biệt lương đồng và lương nuôi nha. Một là gúng bằng. Hai là đuôi nhọn. Mà dài. Đó. Quá trời đã luôn thùng luôn. Xong giờ bỏ vô bọc. Thì số lương này á anh em mình sẽ làm quà tặng cho người anh cả nhà. Thì người anh này á thì là đã giúp cho làm mạnh thường quân, giúp cho bà con ở huyện mình cũng nhiều nghe cả nhà.
thì ảnh mới về nước nên mình làm món quà đã tặng cho ảnh. Thì ảnh là ai thì trong vài ngày nữa cả nhà sẽ biết nha. Tôi xuống chơi với anh em mình vài bữa thì xuống đây bắt ảnh đi lội sông bữa. Phải lội mới được ảnh. Thì video này mong không có món ăn, mong cả nhà thông cảm cho anh em nha. Xin dừng video tại đây, xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hẹn lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.